Người chơi cao nhất trên hàng tấn công của đội bóng do huấn luyện viên Long Thổ dẫn dắt đó là Sơn Trà, một cầu thủ rất đa năng. Còn đây là Đạt Trề. Đạt Trề đang cho thấy được sự tiến bộ một cách chắc chắn trong quãng thời gian gần đây. Đó là một trận đấu có thể nói là bước ngoặt của giải đấu. Nó khiến cho Tùng Anh đang ở một vị thế vững vàng trên top đầu của bảng xếp hạng. Long Thổ, cú đá rất căng của Long Thổ nhưng bóng đi đúng vào tầm kiểm soát của thủ thành Duy Dũng. Cầu thủ Tùng Anh cũng rất chịu khó xoay đội hình. Đường chuyền của Đức Chris, pha xâm nhập quen thuộc của Đức Chris và lần này thì đã có được một quả phạt thuận lợi dành cho các cầu thủ Tùng Anh. Đây là một trong những tình huống tấn công sở trường của Đức Chris ở những mùa giải S8 và S9. Đây sẽ là cơ hội để Tùng Anh có được bàn thắng mở tỷ số. Một tình huống đá phạt cố định ở một cự ly gần và góc sút rất rộng. Ở lượt đấu thứ hai thì Quang Tình một lần nữa đã tỏa sáng với một cú đá phạt trực tiếp ở cự ly tương tự. Một cú đá tung góc lưới S2B. Đá chê! Là đi đúng vào tầm kiểm soát của Mộc Cao Win. Một tình huống phù hợp tốt của các cầu thủ Tùng Anh. Nhưng cú đá của Đạt Trề chưa đủ khó của Phùng Trọng Luân, cựu quả bóng vàng Futsal 2017. Nguy hiểm! Đó là tình huống dứt điểm quen thuộc của Toàn Mường. Và vừa rồi thì Duy Dũng đã cứu thua bằng chân. Đây có thể nói là cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu này. Nó thuộc về các cầu thủ Việt Phương Đồng với một tình huống phối hợp có thể nói là sở trường của Việt Phương Đồng. Cú đá rất vừa tầm của Long Thổ. Thành Mềm dứt điểm từ xa. Cú đá đi đúng vào đôi tay của Mậu Ca Win. Người cắt bóng là Long Thổ. Phản công Tuấn VIP Long Thổ. Coi! Rất tiếc là Long Thổ đã xử lý không thành công trong nhịp tấn công vừa rồi. Một pha bóng mà lẽ ra Long Thổ cần phải làm tốt hơn với tình huống 3-2. Và xử lý tốt của Long Thổ. Đoàn Tổ. Như vậy là Thiên Khôi đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của AFC. Và có vẻ như người ghi bàn là Bellamy. Vừa rồi là nỗ lực đột phá của Sơn Trà. Sơn Trà đã bị ngã và để bóng chạm tay. Một trận đấu đỉnh cao giữa LC và Thiên Khôi. Lúc này thì tân binh Thiên Khôi đang có bàn thắng vươn lên dẫn trước với sự tỏa sáng của Bellamy. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số vẫn đang là 0-0 với một thế trận có thể nói là rất cân bằng. Tuấn VIP tuyến giữa và dứt điểm sở trường của Đoàn Tổ. Nhưng rất tiếc là trong pha bóng vừa rồi thì đã khép lại với tỷ số không đều. Một tỷ số có thể nói là phản ánh đúng với những diễn biến của cặp đấu này khi cả hai đội bóng đều chơi một cách an toàn, thận trọng. Dứt điểm và xử lý hơi vội của Đạo Từ Sơn. Một tình huống phối hợp đá phạt nhanh của các cầu thủ Tùng Anh. Tình huống đá phạt đã tạo ra được bất ngờ với hàng phòng ngự của Việt Phương Đông nhưng Phú Đạo lại có một tình huống xử lý hơi vội. Ngày hôm nay được huấn luyện viên nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm sở trường của Hưng Mường. Một tình huống xoay người và bắt vô lê rất nhanh bằng chân trái trên không thuận. Các bạn thân mến, Bia Sài Gòn là nhà tài trợ chính của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Sài Gòn Cup 2023. Chúng ta đã được chứng kiến trận đấu giữa Tùng Anh và Việt Phương Đồng. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 4 của HPLS10. Đây là lượt đấu thứ 3, lượt đấu muộn nhất. Và chúng ta đang được chứng kiến những pha bóng hấp dẫn của cuộc đối đầu giữa Tùng Anh và Việt Phương Đông. Tuyến 2 nguy hiểm, không vào. Đó là một pha phối hợp bài bản của cầu thủ Việt Phương Đông. Một lần nữa chúng ta lại được thấy khả năng bắt vô lê bóng sống tuyệt vời của idol Long Thổ. Một pha bóng rất khó nhưng Long Thổ đã bắt vô lê chính xác. Chúng ta đã bắt đầu nghe thấy những tiếng nhắc nhở của huấn luyện viên Long Thổ ở bên phía ngoài sân. Đường chuyền hay.
Một đường chuyền sệt rất cơ bản của Duy Dũng. Tuấn VIP, vẫn là Tuấn VIP, rất khó khăn. Tùng Anh lùi về quá nhanh. Pha bắt bài thành công của Hội Xoáy, 2-2. Không được, đường chuyền quá vội của Hội Xoáy. Và bây giờ thì lại là cơ hội phản công dành cho Việt Phương Đông. Đoàn Tô, suýt nữa thì đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho Việt Phương Đông. Bàn thắng đã rất rất gần với Đoàn Tổ sau tình huống xử lý vừa rồi. Và một lần nữa chúng ta thấy được tốc độ diễn ra ở các trận đấu sân 7 nhanh như thế nào. Một pha xử lý lỗi của Hội Xoáy ngay lập tức trở thành một cơ hội rõ ràng để Việt Phương Đông có thể có được bàn thắng mở tỷ số. Lỗi thuộc về Quang Hiếp. Quang Hiếp sau khi vào sân đã bắt buộc phải phạm lỗi với Tuấn Tuyết trong tình huống mà Việt Phương Đông giành bóng và phản công nhanh. Những diễn biến của trận đấu này đang có những chiều hướng thay đổi. Cả hai đội đã bắt đầu đẩy cao đường chơi một cách mạo hiểm hơn và tốc độ trận đấu cũng đã được đẩy lên cao hơn với những tình huống phản công của hai đội. Đặc biệt là Tùng Anh trong khoảng 10 phút trở lại đây đã bắt đầu nguy hiểm. Cú đá của Long Thổ bóng hướng đến vị trí của Hưng Bường, nhưng cú đá quá căng nên Hưng Bường đã không thể kiểm soát tốt tình hình. Đứng chơi bóng đang là Thành Ben và Quang Hiếp. Quang Hiếp cũng là một cầu thủ có khả năng dứt điểm rất tốt bằng chân trái, chân thuận của anh. Với Thành Ben thì nhiều khả năng sẽ làm một cú đá thẳng, nhưng lấy đà kiểu này thì có lẽ là sẽ chuyền. Quang Hiếp, Hiển Di Du hơi chậm. Hội Xoáy đá rất nhanh Hội Xoáy, nhưng bóng đi cách khung thành của bộ cầu Vin khá xa. Ở vòng đấu đầu tiên thì Việt Phương Đông đã cầm hòa LC với tỷ số 1-1. Đó là trận đấu mà Việt Phương Đông thậm chí còn vươn lên dẫn trước. Đó là một động tác thừa tay của Hiển Di Du. Tài Gattuso lực không chơi bóng của Hảo Hay, đã có những sự mất kiểm soát đến từ Toàn Mường và Hảo Hay. Hai cầu thủ đã vô tình va chạm với nhau trên sân, và có vẻ như Hảo Hay cũng đã có những lời lẽ không thực sự đẹp khiến cho Toàn Mường và Mộ Cao Win nổi nóng. Sau khi Hảo Hay ngã xuống thì đã có sự va chạm giữa Toàn Mường và Hảo Hay. Bên Long Thổi đã phải dặn dò rất kỹ Quang Hiếp khi thực hiện cú đá phạt này, bởi vì nếu như tình huống dứt điểm, tình huống phối hợp đá phạt của Quang Hiếp không tốt, nó sẽ là tiền đề để Việt Phương Đông phản công. Cú đá không chính xác của Thành Ben. Toàn Mường vào lỗi, vào bóng co lỗi của Hiển Di Du. Hiển Di Du đã có một tình huống vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm với Ngọc Trọng. Một trận đấu nóng bỏng với rất nhiều những pha va chạm. Như vậy là trận đấu giữa Tùng Anh và Việt Phương Đông đã khép lại với tỷ số 0-0. Một tỷ số đã phản ánh đúng với những cục diện và những diễn biến chính của cặp đấu này. Cả hai đội đều chơi quá thận trọng và đầy toan tính. Không có nhiều khoảng trống, không có nhiều cơ hội, không có nhiều những tình huống dứt điểm nguy hiểm.